Hà Nội tạm đóng cửa chợ Hà Đông do F0 từng đến mua hàng. Chợ Hà Đông Hà Nội tạm thời đóng cửa 3 ngày để trung tâm y tế quận phun khử khuẩn sau khi ghi nhận ca dương tính sars cov 2 từng đến đây mua hàng. Tối 23 tháng 8, ban quản lý chợ Hà Đông thông báo đến các tiểu thương về việc tạm thời đóng cửa 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 8 vì có ca F0 từng đến mua hàng ở chợ. Ban quản lý chợ Hà Đông yêu cầu các hộ kinh doanh tại khu B chợ thu dọn, che đậy kín hàng hóa và ra khỏi chợ trước 18 giờ 30 ngày 23 tháng 8 để Trung tâm Y tế quận Hà Đông làm công tác khử khuẩn. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh và an ninh trật tự tại chợ, từ 24 tháng 8 đến 26 tháng 8, các hộ kinh doanh không ra chợ bán hàng đến khi có thông báo mới. Chiều cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo ca ghi nhận dương tính SARS-CoV-2 là nữ, sinh năm 1966, địa chỉ Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Nội. Đây là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 20 tháng 8, gần khu vực gia đình có 5 bệnh nhân dương tính phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ. Qua khai thác địch trình, trường hợp này từng đi mua hàng tại chợ Hà Đông.